ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 10. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu bán ăn uống tại chỗ. Thánh chửi Trang Trần bị phạt 7,5 triệu đồng, hứa dừng nói tục trên mạng xã hội. Khởi tố vụ 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ Covid-19 ở Tiền Giang. Lão tướng 57 tuổi quê An Giang vô địch thế giới gây chấn động làng thể hình. Cận cảnh siêu mô tô bay do Nhật sản xuất có giá hơn 15 tỷ đồng. Mỹ công bố hộ chiếu đầu tiên có tùy chọn giới tính. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 28 tháng 10. Từ 5 giờ sáng nay, nhiều hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh đã sáng đèn. Chủ quán và nhân viên cùng lau dọn, bày biện bàn ghế để đón khách đến ăn uống tại chỗ thay vì phải mang về nhà như trước. Để cho khách được an toàn, nhiều cửa hàng đã kê lại bàn ghế cho mỗi bàn đều cách xa nhau để các khách ngồi xa giảm nguy cơ lây nhiễm. Theo ghi nhận, nhiều quán cà phê cũng rục rịch mở cửa trở lại, song vẫn còn dè chừng số lượng khách để đảm bảo giãn cách. Trong khi đó, nhiều quán trên các tuyến đường lớn tại thành phố Thủ Đức, hầu hết các hàng quán đều bán mang về, rất khó tìm được quán cho khách ngồi ăn tại chỗ. Sáng ngày 28 tháng 10, ngay khi thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ngưng xả nước điều tiết, hàng ngàn người dân nô nức mang chài, lưới lao xuống dòng nước phía dưới hạ nguồn đập tràn săn bắt lộc trời. Theo một số người dân địa phương, dù đợt xả nước điều tiết qua tràn lần này khá lâu, nhưng lượng cá không nhiều như mọi năm. Các loài cá giá trị như lóc bông, cá trèn, cá giuồng rất hiếm. Phần lớn người dân bắt cá về ăn hoặc chia cho người thân, hàng xóm. Sau một số người dân cũng tranh thủ dịp này bắt cá bán cho thương lái kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt những con cá khủng, giá trị được nhiều người ra giá mua ngay khi mới được đưa lên bờ. Từ đêm đến sáng 28 tháng 10, tại thành phố Đông Hà mưa mù mịt, 262 học sinh khối lớp 6 của trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn đến lớp bình thường vào buổi sáng. Tuy nhiên, đến khoảng giữa buổi học, nước mưa từ các nơi đổ về khu vực trũng của thành phố Đông Hà, nên trường này đã bị ngập nặng. Nước mưa ở đoạn đường trước cổng trường lên đến gần 1 mét. Đặc biệt, đường vào trường nước chảy xiết và tạo thành dòng xoáy rất nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã điều 10 chiến sĩ cùng dân quân bảo vệ tổ dân phố đến cổng trường, dùng 2 chiếc xuồng để di chuyển toàn bộ học sinh tại trường đến nơi an toàn. Nhà trường cũng liên lạc với phụ huynh đến đón con em về sớm tránh lũ. Chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự. Ngày 28 tháng 10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ Covid-19. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, trên quốc lộ 1, phía trước cổng vào Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây, xuất hiện nhiều người dân tụ tập thành nhóm đông, di chuyển phía trước có căng lên một băng rôn vải trắng, vẽ chữ màu đen có nội dung Nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp. Một số người trong đoàn có hành vi la lớn, kích động và có người dùng điện thoại quay clip ghi lại diễn biến vụ việc phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây đã mời tất cả vào hội trường nhà văn hóa của xã để làm việc. Qua rà soát, trong số 70 người tham gia buổi tiếp xúc với lãnh đạo xã ghi nhận, 27 người thuộc diện được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 và 43 người không thuộc diện được hỗ trợ nhưng đi theo. Kết quả xác minh ban đầu xác định người trực tiếp rủ rê, lôi kéo việc tập trung đông người nêu trên là D. Riêng đối với hành vi của các cá nhân có liên quan, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với các bị cáo là thành viên nhóm Báo Sạch cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo liên quan gồm Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, ngụ Long An, cùng Nguyễn Phước Trung Bảo, 39 tuổi, Đoàn Kiên Giang, 36 tuổi, Nguyễn Thanh Nhã, 41 tuổi và Lê Thế Thắng, 39 tuổi, xét xử vắng mặt. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm đến các quyền tự do dân chủ, qua đó xâm phạm đến nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù, Lê Thế Thắng và Đoàn Kiên Giang mỗi bị cáo 3 năm tù, Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã mỗi bị cáo 2 năm tù.
Đồng thời, tòa tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến việc chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Trần Tri Mảnh, 41 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do lo sợ việc tấn công, trấn áp tội phạm của Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Mảnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi tỉnh khác. Tháng 12 năm 2020, Mảnh gặp Đào Ngọc Cảnh, 74 tuổi, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Nhưng Cảnh không thực hiện được, sau đó Mảnh nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm, Tâm nhờ Quý thực hiện. Cuối ngày 28 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa, giao Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp điều tra bổ sung, làm rõ hành vi, tội danh của ông Đào Ngọc Cảnh và một số nội dung chưa được thống nhất khác. Tối ngày 27 tháng 10, trong buổi livestream trên mạng xã hội, cụ người mẫu Trang Trần cho biết cô vừa đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô tuyên bố sẽ không chửi bậy, nói tục trên livestream nữa vì không muốn bị đóng phạt. Theo đó, Trang Trần cho biết, đáng ra cô phải bị phạt từ lâu để đỡ chửi bậy và hành vi chửi bậy của cô từng bị VTV phản ánh. Cụ thể, trong một phóng sự mới đây, VTV đã phát sóng phóng sự có chủ đề Dọn rác trên không gian mạng thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Chương trình đề cập đến việc một số người nổi tiếng bị cuốn theo những vấn nạn tung tin giả, chửi tục trên mạng xã hội. Đây là chủ đề nhiều lần xuất hiện trên truyền thông nhằm nhắc nhở các nghệ sĩ có ý thức và cẩn trọng hơn khi phát ngôn trước công chúng. Trang Trần được nhiều người gọi là thánh chửi vì loạt phát ngôn trên mạng xã hội. Thậm chí cô không ngần ngại đáp trả anti-fan bằng những lời nói tục tiểu khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc. Ngày 28 tháng 10, Công an Đồng Nai cho hay đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Bắc, 28 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi giết người. Bắc là nghi can đánh chết Anna, 29 tuổi, ngụ huyện Định Quán, là công nhân một công ty khu công nghiệp Suối Tre, thành phố Long Khánh. Thông tin ban đầu, vợ Bắc là chị N, 26 tuổi, làm chung với Anna. Thời gian gần đây, vợ chồng Bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã làm đơn ly hôn gửi đến tòa án, hiện đang chờ giải quyết. Khoảng 18 giờ 20 phút tối ngày 27 tháng 10, Bắc đi xe máy đến công ty của vợ thì gặp chị N đang ngồi nói chuyện với Anna. Nghĩ rằng chị N có quan hệ tình cảm với Anna nên Bắc lấy một cây sẻng đánh nhiều cái vào đầu anh này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Long Khánh đã tới hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ. Đến khoảng 19 giờ 20 phút tối ngày 27 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can Bắc. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, một xe tải chạy trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn ấp 4 xã Đồng Tiến, bất ngờ đấu đầu với xe tải khác do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển. Nghe tiếng động lớn, người dân chạy ra xem và phát hiện một người bị kẹt cứng trong cabin. Người dân đã sử dụng các vật cứng để giải cứu nạn nhân ra ngoài nhưng bất thành. Phải đến khi có sự hỗ trợ của xe cẩu, người này mới được giải cứu ra ngoài. Tuy nhiên lúc này, tài xế đã tử vong. Tài xế của xe còn lại cũng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Chuyển sang phần tin thế giới, tại giải đấu thể hình chuyên nghiệp do Liên đoàn Thể dục Thể hình Quốc tế tổ chức diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 10 ở Nevada, Mỹ, ông Nhân Lý, 57 tuổi, quê An Giang, xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung chuyên nghiệp nam từ 55 đến 59 tuổi. Ngoài ra, lực sĩ gốc An Giang còn xuất sắc giành thêm một tấm huy chương đồng khi đăng ký thi đấu nội dung chuyên nghiệp nam, độ tuổi từ 35 đến 39. Ở nội dung này có 11 vận động viên tranh tài. Với thành tích này, ông Nhân Lý đã nhận được sự chúc mừng từ cộng đồng thể hình trong nước và quốc tế. Đây cũng là chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp gần 24 năm thi đấu thể hình của ông. Ông Nhân Lý là cái tên rất nổi tiếng với cộng đồng thể hình Việt Nam. Dù sang Mỹ từ năm 16 tuổi, lão tướng quê An Giang này thường xuyên trở về Việt Nam giao lưu cũng như thi đấu ở các giải quốc tế. Một số thành tích nổi bật của ông như chức vô địch INBA, Hiệp hội Thể hình Quốc tế năm 2010, vô địch NBC, Liên đoàn Thể hình Mỹ năm 2013, hạng 7 giải vô địch Hoa Kỳ năm 2012, hạng 5 giải vô địch quốc gia 2015 hay hạng 5 giải đấu của IFBB.
Ngày 27 tháng 10, Mỹ công bố cuốn hộ chiếu đầu tiên có tùy chọn giới tính là X, tức là không phải giới tính nam hoặc nữ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết năm sau sẽ có thêm nhiều người được lựa chọn cách này. Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố danh tính của chủ sở hữu cuốn hộ chiếu trên để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ phỏng đoán chủ nhân của cuốn hộ chiếu là Dana Zion, một công dân của tiểu bang Colorado từng tham gia cuộc chiến pháp lý cùng Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2015. Zion đã bị từ chối cấp hộ chiếu vì không đánh dấu chọn giới tính nam hoặc nữ trong đơn đăng ký. Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành thêm tùy chọn giới tính thứ ba cho những người không có giới tính hoàn toàn là nam hoặc nữ, liên giới tính hoặc không xác định được giới tính. Hiện nay ngoài Mỹ, Úc, New Zealand, Nepal và Canada đã cho phép công dân chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu. Atacama ở Chile là sa mạc khô cằn nhất thế giới, nhưng cứ vài năm một lần, vào mùa xuân, một góc nhỏ của sa mạc lại được bao phủ trong thảm hoa với sắc tím và vàng tươi đẹp. Hoa Pata de Guanaco màu tím và Anna Nuka màu vàng nằm trong số 200 loài hoa có thể nở trong môi trường khắc nghiệt với lượng mưa trung bình chỉ 0,01cm mỗi năm. Thậm chí, nhiều khu vực không có giọt mưa nào trong nhiều năm. Hiện tượng hoa nở rộ bất thường này được người dân địa phương gọi là sa mạc nở hoa. Những lần hoa nở rộ diễn ra không đều đặn và lần gần nhất được ghi nhận vào năm 2017. Hiện tượng hoa nở rộ hiếm thấy trên sa mạc Atacama ở Chile khiến giới chuyên gia thích thú và đào sâu nghiên cứu về khả năng thích ứng của cây cối với biến đổi khí hậu. Vào quý 1 năm 2022, những đại gia thích bay bằng phương tiện cá nhân có thể sở hữu siêu mô tô bay X-Turismo 2022 do Nhật Bản sản xuất với giá khởi điểm khoảng 680.000 đô la Mỹ, tương đương với 15,4 tỷ đồng. Theo thông báo của nhà sản xuất, giá xe mô tô bay X-Turismo khởi điểm khoảng 680.000 đô la Mỹ, tương đương 15,4 tỷ đồng. Chiếc xe bay độc đáo này được chế tạo bằng chất liệu sợi carbon, nặng 300 kg và chỉ có thể chở một người với trọng tải tối đa 100 kg. Nó có một động cơ thông thường và các động cơ chạy bằng pin, có thể bay trong 40 phút với tốc độ lên đến 100 km/h. Ý tưởng của nhà sản xuất là sau khi bán và giao hàng 200 chiếc đầu tiên sẽ cung cấp một phiên bản giá mềm hơn. Loại giá mềm này sẽ có thể áp dụng trong những tình huống thực tế, như trường hợp vận tải khẩn cấp, cung cấp khả năng tiếp cận đến những vị trí vốn không thể tiếp cận bằng xe thường. Tiếp theo chương trình là thông tin cảnh báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch xuống phía đông. Trong ngày mai 29 tháng 10 thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Vùng núi phía Bắc thì có nơi dưới 17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ nay đến 30 tháng 10, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Vịnh Bắc Bộ thì có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Khu vực Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, trời lạnh. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 29 tháng 10 thì trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Gánh massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.